Trời ơi, tôi viết bài giống nàng tiên cá vậy. Ồ, nàng tiên cá. Nàng tiên cá ơi. Nàng tiên cá đang làm gì đó? Đang viết học bài. Ồ, nàng tiên cá giỏi quá, quay mặt qua coi xinh không? Trời ơi, nàng tiên cá xinh nhỉ. Bài gì vậy nàng tiên cá? Nàng tiên cá số mấy? Số 2. Số 2 hả? Sao chỗ này ngoài tùm lum vậy nàng tiên cá? Đây là nãy bị lỡ tay. Lỡ tay hả? Viết số 2 lỡ tay gặp vậy đó hả? Trời đất ơi. Bài còn chưa ra nữa. Ồ, nàng tiên cá nè. Ngồi đứng học bài giống nàng tiên cá nghe không? Trời đất ơi, ngồi đứng học bài kìa, y như nàng tiên cá nha. Nàng tiên cá có móng chân màu hồng. Đâu? Cá đâu? Nàng tiên cá ngồi vừa viết bài vừa ngắm cá đúng không hả? Đúng rồi, cá là bạn thân của nàng tiên cá mà. À, những con cá này là bạn thân của nàng tiên cá hả? Dễ thương rồi, nàng tiên cá viết bài nữa đi, chúc nàng tiên cá học giỏi nha. Người ta chúc mình mà không biết thank you.